tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, xây dựng kế hoạch nới lỏng một số hoạt động đáp ứng nhu cầu của người dân. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp giao ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 11 tháng 9. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và các thành viên ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch, nhưng tùy vào tình hình diễn biến mưa bão để điều chỉnh kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm ở các khu dân cư đang phong tỏa cho phù hợp. Đặc biệt, việc kiểm soát người ra vào thành phố phải chặt chẽ, nhất là ở khu vực Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang. Các ngư dân vào tránh trú bão phải được xét nghiệm nhanh. Cái việc kiểm soát người ra vào thành phố phải hết sức chặt chẽ, nhất là cái việc là một là các cái điểm chốt, cái việc lái xe vẫn lưu thông bình thường nên là chúng ta phải có cái việc kiểm soát chặt chẽ, nhất là ở Âu Thuyền Thọ Quang. Cái việc ngư dân vào tránh trú bão là chúng ta phải tuyệt đối đảm bảo cái việc nếu như họ vào là phải có cái việc test nhanh để kiểm tra, để tránh cái việc để lọt người dương tính vào trong thành phố ở thời điểm này. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu ngành y tế và các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Các đơn vị khẩn trương dự thảo phương án nới lỏng một số hoạt động ở vùng xanh, chẳng hạn như cho bán hàng mang về, tăng số lượng người hoạt động ở các cơ quan và doanh nghiệp. Theo tinh thần là chúng ta bám sát văn bản 02905 và cũng thành cái ba cái vùng xanh, vàng và đỏ. Và trong mỗi cái vùng như thế chúng ta sẽ có một cái đối xử theo tinh thần là nới rộng, mở rộng các hoạt động. Ví dụ như là ở vùng xanh thì có thể cho bán mang về. Cho bán mang về, tôi nói ví dụ như thế. Trước mắt là thống nhất mở các cái cửa hàng sách giáo khoa, văn phòng phẩm để phục vụ cho phụ huynh học sinh trong năm mới. Văn phòng phẩm này và các cái tiệm sửa xe là chúng ta thống nhất hôm nay luôn. Để ngày mai, có thể ngày mốt là chúng ta triển khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành liên quan nhanh chóng tổ chức di dời các tàu chở dầu ra khỏi khu vực Âu Thuyền Thọ Quang. Sở Công Thương xây dựng phương án mở lại chợ, kể cả chợ đầu mối. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có phương án chuẩn bị mở lại cảng cá Thọ Quang. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đề nghị hiện nay đã bước vào mùa mưa bão, vì vậy các địa phương chủ động xây dựng phương án di dời dân, vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Vấn đề sạt lở cũng cần phải lưu ý, nhất là tại các xã miền núi huyện Hòa Vang. Đồng thời, vấn đề thoát nước khu vực đô thị để tránh ngập úng trong mùa mưa phải có phương án cụ thể và chủ động hơn. Cũng như lưu ý việc kiểm tra xử lý các doanh nghiệp lợi dụng mưa bão để xả thải ra môi trường.